quay lại với chuyên mục giới thiệu sản phẩm của bbs.vn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn mẫu ba lô The North Face Hot Top. Trên thị trường hiện nay thì có 3 phiên bản The North Face Hot Top là North Face Hot Top 3 volume, North Face Hot Top 2009 và North Face Hot Top 2012. Trên tay tôi đây là mẫu ba lô The North Face Hot Top 2009. Mặc dù phiên bản này đã ra đời từ rất lâu nhưng chất lượng và kích thước thì không hề thua kém hai phiên bản còn lại. Tuy nhiên về giá thành thì The North Face Hot Top 2009 này có giá thành dễ hơn rất nhiều. Nhìn bên ngoài thì Hot Top có thiết kế vô cùng chắc chắn, với chiều cao là 50cm, dài và rộng 30cm, tích lên tới 45 lít. Đây là mẫu ba lô rất lý tưởng cho những chuyến đi kéo dài từ 3 tới 5 ngày. Tuy nhiên một cái điểm lớn nhất của cái dòng ba lô du lịch The North Face là có khối lượng khá lớn. Trên tay tôi đây là mẫu ba lô Torino 35. Về kích thước thì hai mẫu ba lô này khá tương đồng nha. Nhưng về khối lượng thì Torino chỉ nặng 800g trong khi đó Hot Top lại nặng tới 1,1kg. Nguyên nhân khiến cho mẫu ba lô Hot Top nặng hơn thông thường là vì nó có lớp cao su chống sốc ở mặt sau. Lớp cao su này ngoài có tác dụng chống sốc cho ba lô thì nó còn có một tác dụng là điều hòa không khí, giúp giảm đau lưng khi phải mang ba lô thường xuyên. The North Face Hot Top 2009 có chất liệu 100% từ vải dù và nhựa PVC. Riêng khóa kéo thì được làm từ kim loại chống rỉ có độ bền cao. Chính những chất liệu này đã giúp cho ba lô khả năng chống thấm cực tốt. Tuy nhiên cũng đừng vì vậy mà bạn có thể tung tăng dưới mưa hay vừa đeo ba lô vừa tắm biển. Khả năng chống thấm ở đây chỉ có tác dụng hỗ trợ giúp cho ba lô tránh khỏi những cái tác nhân như bị tạt nước hay đi dưới những cơn mưa có đường cường độ nhỏ. Quai đeo được may chắc chắn với thân ba lô với khả năng chịu tải lên tới 15kg. Mặt trong có lớp thoáng khí, nếu bạn là người thường xuyên phải đeo ba lô và cảm thấy khó chịu ở vùng vai thì đây là một trong những tính năng cực kỳ quan trọng. Hot Top được chia làm hai ngang chính. Với ngang thứ nhất là ngang để đựng các vật dụng như giấy tờ, bóp vít hay là chìa khóa. Ngang thứ hai chiếm 80% thể tích của ba lô. Đi kèm với ngang đựng đồ là ngăn laptop 15.6 inch. Cùng với khóa dài cố định. Hiện tại Hot Top có rất nhiều màu sắc để cho bạn tùy ý lựa chọn. Mọi thông tin chi tiết bạn vui lòng truy cập vào website bbs.vn. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem qua phần giới thiệu sản phẩm của chúng tôi. Rất mong được gặp lại các bạn trong phần tiếp theo.